Thưa quý vị, năm 2021, Long An là một trong những điểm dịch lớn của cả nước, ảnh hưởng lớn đến hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp, cũng như hoạt động hải quan. Tuy nhiên, với nhiều giải pháp linh hoạt, Cục Hải quan Long An đã đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, đạt thành tích nổi bật về kim ngạch xuất nhập khẩu, cũng như số thu ngân sách nhà nước. Trong năm qua, Cục Hải quan Long An đã chỉ đạo các đơn vị triển khai nhiều biện pháp, vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa đảm bảo công tác quản lý hải quan, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, tăng cường công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, ứng dụng công nghệ thông tin vào các khâu nghiệp vụ, đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, Cục Hải quan Long An thu nộp ngân sách đạt hơn 5.200 tỷ đồng, vượt 53% so với chỉ tiêu Bộ Tài chính giao, vượt 43% chỉ tiêu phấn đấu do Tổng cục Hải quan giao. Trong đó, địa bàn tỉnh Long An thu nộp ngân sách vượt 41% so với chỉ tiêu. Nguồn thu của chúng tôi hiện nay là chủ yếu là như báo cáo tổng kết đã nêu ấy, thì từ bắt đầu là những cái mặt hàng thuộc các khu vực doanh nghiệp chế xuất và gia công, và các mặt hàng mà thuộc về những cái lĩnh vực mà dệt may và giày da, giày dép. Và bên cạnh đó còn có cả một phần nữa, chúng ta nhờ cái sự quan tâm tạo điều kiện thuận lợi thì chúng ta năm nay lại có được cái nguồn thu từ cái điện gió, như trong báo cáo là cũng chiếm tỷ lệ rất lớn, đã thu hút về với tỉnh Long An. Những cái đấy là cái mà lĩnh vực mà chúng tôi cũng thấy là nó cũng đem lại được cái số lượng lớn, mà kể cả các doanh nghiệp vãng lai, các doanh nghiệp cũng đã đem đến cho chúng ta những cái nguồn thu lớn trong cái năm vừa qua. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ này, chúng tôi cũng không thể không nói đến đánh giá rất cao cái sự phối hợp của tất cả các sở ban ngành, các lực lượng trong tỉnh đã giúp cho Cục Hải quan Long An hoàn thành nhiệm vụ, không phải chỉ trên mặt trận là thu ngân sách, mà kể cả trên công tác chống buôn lậu cũng đều được rất tốt. Là chính vì có sự phối hợp tốt giữa các lực lượng, đặc biệt là trong lực lượng biên phòng, lực lượng hải quan, lực lượng công an và lực lượng quản lý thị trường. Cục Hải quan Long An được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về hải quan trên địa bàn 3 tỉnh Long An, Tiền Giang và Bến Tre. Với nhiều giải pháp ứng phó linh hoạt, nên năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, song dòng chảy xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu trên địa bàn do Cục Hải quan Long An quản lý vẫn được duy trì đều đặn, không bị tắc nghẽn. Năm 2021, Cục Hải quan Long An làm thủ tục thông quan hàng hóa với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 17,05 tỷ đô la Mỹ, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2020. Đây là một cái kết quả rất là nỗ lực của cán bộ công chức hải quan tỉnh Long An trong bối cảnh dịch bệnh Covid vừa rồi. Bước sang năm 2022, ngay từ đầu năm phải thực hiện các biện pháp và giải pháp đồng bộ để đảm bảo cái số thu thuế cho ngành. Con số là 4.700 tỷ được giao, triển khai tốt công tác phòng ngừa chống buôn lậu, gian lận thương mại, trong đó đặc biệt liên quan đến một số cái mặt hàng ma túy và chuyển tải bất hợp pháp hàng hóa. Với những nhiệm vụ đặt ra trong năm mới, cùng kết quả đạt được của Cục Hải quan Long An trong năm 2021 đã góp phần tạo nên điểm sáng trong bức tranh kinh tế của tỉnh, đóng góp không nhỏ vào thành tích chung của ngành.